Ok, chào mừng em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của CityWatch. Hôm nay mình là Thân, mình sẽ giới thiệu cho anh em một sản phẩm đến từ thương hiệu của Citizen với phân khúc Citizen Automatic rất là đẹp mắt. Với series này thì thật sự là một trong những series bán rất là chạy của dòng Citizen, vì nó là một series hoàn toàn mới ra mắt vào năm 2020. Với cái tông màu vô cùng quyến rũ là màu xanh ngọc bích rất là đẹp mắt, thì đây xứng đáng là một trong những chiếc bán chạy nhất và dẫn đầu trong phân khúc Citizen Automatic năm 2020 này. Ok, bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết của em Citizen màu xanh ngọc này. Rồi các bạn, mình sẽ lấy ra cho anh em chiêm ngưỡng cái đẹp tuyệt vời của em màu xanh ngọc này. Thì là một trong những cái chiếc bán chạy nhất của series 2020, thì em này có mã số là NK00214W. Đây là chiếc tag của em nó. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết em nó cho các bạn xem và chiêm ngưỡng đẹp tuyệt vời của em Citizen này. Thì em này thì đầu tiên các bạn sẽ bị ấn tượng trước cái mặt đại ô vô cùng đẹp mắt, vì nó sở hữu một cái màu xanh phải nói là vô cùng hút hồn các bạn. Một trong những màu xanh mà rất nhiều anh em luôn luôn săn lùng vì nó quá đẹp đi và nó thể hiện cái chiều sâu quá ấn tượng. Em này thì có size là 41mm cùng với cái độ dày cũng khá là ok. Độ dày em này rơi vào 12mm thì độ dày cũng khá là ấn tượng đối với dòng Automatic. Em này bây giờ thì mình sẽ lên tay thử em nói cho các bạn xem và chiêm ngưỡng đẹp tuyệt vời của em Citizen này nha. Đây các bạn. Đây. Đây mình có cổ tay là 16.5 và 17, như lên tay chiếc em này có size 41 thì các bạn thấy là khá vừa vặn ôm tay luôn. Thì nhớ em có cổ tay từ 15.5 trở lên, lên tay chiếc này là rất là đẹp các bạn nha, đẹp vô cùng luôn. Ok, bây giờ sẽ lấy ra và giới thiệu về phần máy em nói cho bạn xem. Thì em này sử dụng một cái cỗ máy Automatic 8200, một cỗ máy là rất là mạnh mẽ rồi. Giờ cỗ máy 8200 này thì đều có chức năng lên có tay và lên có tự động đầy đủ các bạn nha. Đây mình sẽ lên có tay thử em nói cho bạn xem. Thì em này lên có tay khá là mượt mà bề máy. Lên có tự động thì anh em chỉ việc đeo và lắp thôi. Cái phần bánh đà thì nó sẽ chuyển động. Mà đặc biệt cái phần bánh đà của em Citizen 8200 này, các bạn sẽ thấy là cái độ bánh đà của nó rất là mỏng và cho cái độ nhạy rất là tốt luôn. Là một trong những chi tiết mình rất thích ở cái dòng máy Automatic của Citizen, đó chính là cái phần bánh đà này, nó rất là nhạy. Thì với cái phần nhạy rất là nhạy này thì thật sự anh em lúc đeo á, lên có tự động rất là sướng luôn. Anh em chỉ việc lắp á, thì năng lượng thì nó sẽ tự lên luôn, không cần phải lên có tay đâu đó. Vì nó quá tuyệt vời rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào phần mặt đai ô em nói cho các bạn xem. Thì em này sử dụng một phần mặt đai ô khá là hiện đại, khá là quyến rũ. Thì đầu tiên chính là màu xanh ngọc bích rất là đẹp mắt. Nó sẽ đi vào, nó sẽ làm cho anh em thật sự ngỡ ngàng vì nó quá đẹp mắt các bạn. Thì trên cái nền xanh ngọc này thì nhà sản xuất có đặt những cái cọc số. Những cọc số này được bố trí kép, nhìn nó rất là sang. Là không phải bố trí đơn mà là bố trí kép các bạn. Thì nó làm cho cọc số trở nên dày dặn hơn và nam tính hơn. Cọc số này thì được nhà sản xuất mã PPD Roser rồi. Chưa kể đó là cái bộ kim lưỡi kiếm cũng được mà sản xuất mã PPD Roser luôn. Là một cái tông tổng thể làm cho chiếc đồng hồ nó trở nên rất là đẹp mắt và sang trọng. Đây các bạn, thì ở góc 3 giờ thì các bạn cũng đã thấy rồi, ô lịch ngày. Ô lịch ngày thì anh em có thể chỉnh giờ ở đây, cho nên em chỉ kéo ra một nấc thì chỉnh ngày nó khá là đơn giản. Đây, còn chỉnh giờ thì anh em kéo ra thêm nấc nữa thì mình em chỉnh giờ thôi. Đây, thì máy 8200 cũng có hết key stop luôn, rất là hiện đại, rất là tốt. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đóng lại. Dưới góc 6 giờ là dòng chữ Automatic đặc trưng của em Citizen 8200 rồi. Trên góc 12 giờ là dòng chữ Citizen, logo của Citizen nằm ở đây, rất đẹp mắt. Ok, bây giờ mình sẽ xoay sơ về những cái góc cạnh để anh em chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp tuyệt vời của chiếc thấu kính lồi 3D của em Citizen này. Thì thật sự chiếc kính lồi này nó đã rất thành công ở những dòng Orient trước đó rồi, như Orient Babino, Orient Caballero, hoặc đặc biệt là dòng Seiko là Seiko Cocktail đó. Ở trên Citizen này thì nhà sản xuất đã năm 2020 đã tung ra cái bộ kính lồi này, thật sự nó quá là đẹp mắt luôn. Vì một kính lồi là một trong những cái chi tiết mà mình rất là thích, vì nó tạo cho cái điểm nhấn và cái chiều sâu cho chiếc đồng hồ, giúp cho chiếc đồng hồ nó trở nên sang trọng hơn và nó bắt mắt hơn rất là nhiều. Chiếc đồng hồ này trang bị kính phẳng á, thì thật sự nó cũng không có ấn tượng nhiều, nhưng mà khi anh em đã thấy được chiếc kính lồi của em Citizen NK0002 này thì anh em thật sự nó ngỡ ngàng vì nó quá là đẹp đi, đẹp tuyệt vời, phải nói là đẹp tuyệt mỹ luôn các bạn. Đó,
Rồi ok, tiếp theo bây giờ mình sẽ giới thiệu về phần mặt hông. Đây phần mặt hông các bạn, phần hông này thì được nhà sản xuất tạo hình khá là ấn tượng, là chi tiết mạ bóng BD Roser. Đây ở vòng viền benzo cũng được mạ bóng BD Roser luôn. Tổng thể chiếc đồng hồ này thì nó rất là sang trọng và nam tính. Ở trên phần phần niềng thì được nhà sản xuất có bố trí một cái chiếc nấm vặn ở đây, chiến chuyến nấm vặn hình vương miệng khá là đặc trưng. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ xoay về phần mặt mặt đáy, mặt cây box để anh em chiêm ngưỡng. Ở trên phần cây box bóng này thì các bạn sẽ thấy là những chi tiết mà nhà sản xuất có khắc ở đây là dòng chữ Citizen Watch Company. Ở trong nước em này là 53 tương với là 50m, nên anh em có thể thoải mái đi mưa rửa tay nè. Đây là mã của K nè, đây là dòng chữ Made in Japan, đặc biệt là chiếc này là phiên bản nội địa của Nhật luôn, rất là ấn tượng. Đây là thông số của máy, thông số của máy đây, thông số của máy, và cái đây là cái số seri của máy luôn. Đây ở trên phần bánh đà thì anh em có thể thấy là nên bộ máy 8003, máy này máy 8003 các bạn nha, xin lỗi các bạn, em này sử dụng bộ máy hiện đại hơn rất là nhiều rồi, năm 2020 rồi là sử dụng bộ máy là 8003, được nâng cấp hơn so với chiếc bộ máy 8002 trước đó. Đó, cho sai số cùng với cái độ hoạt động ổn định nó tốt hơn rất là nhiều so với máy 8002. Ok các bạn, dưới này dòng chữ Citizen Watch Company có khắc ở dưới phần bánh đa rồi. Thật sự ở những cỗ máy 8000 mà của Citizen ấy, thì nó quá ấn tượng ở phần bánh đa. Mình để lúc này cũng đã chia sẻ rồi, vì nhìn vô phần bánh đa thật sự mình nó cho cái độ rơ nó quá tốt các bạn ơi, quá tốt luôn, nhìn sướng vô cùng. Và cái sự êm ái của cái phần bánh đà này thật sự là cái độ cái tiếng 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 lách của phần bánh đà này thật sự nó quá quá êm luôn, quá tuyệt vời. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về phần dây. Dây này thì nó là sử dụng một trang bị một sợi dây vân nâu, ở dưới này là màu da bò rất là đẹp các bạn. Đó. Chiếc dây này thì có cái độ rộng dây là 20, làm rất là đẹp mắt. Đặc biệt ở chiếc dây này thì được nhà sản xuất bố trí một chiếc khóa bướm chống gập. Đây các bạn, thì là một trong những chiếc khóa mà mình rất thích ở những phần dây da, đó chính là phần khóa bướm, thì nó sẽ tạo cho cái chiếc đồng hồ nó trở nên nó sang trọng hơn và nó lôi cuốn hơn đó. Đây các bạn, và tránh trường hợp gập dây và gãy dây, ảnh hưởng cái độ thẩm mỹ của chiếc dây sau này, tiết kiệm về kinh tế tốt nhất cho anh em. Ok rồi, bây giờ mình sẽ xoay lại lần nữa cho em ngắm và chiêm ngưỡng đẹp tuyệt vời của em Citizen NK0002 14W này, là một trong những chiếc bán chạy nhất trong series 2020. Thì đây hứa hẹn là một trong những siêu phẩm mà Citizen sẽ tung ra và thành công nhất ở năm 2020. Ok, thì chiếc này ở ngoài hãng thì mình nhớ không nhầm là giá bán là rất là cao các bạn, mà luôn luôn trong tình trạng không có hàng để bán, thì chiếc này nó rơi vào khoảng là 13 triệu. Nhưng ở tại Citywatch đã săn deal với cho em với chiếc này với mức giá vô cùng hấp dẫn là khoảng đâu đó là 6.3, 6.4 gì đó thôi, một mức giá rất là tốt. Về mức giá chi tiết thì em có thể theo dõi ở phần cập nhật mà admin có để bên dưới các bạn nhé. Nếu anh em là thấy thích em này thì mình hãy liên hệ ngay qua số hotline là 0938 737 24 hoặc nhắn tin qua Zalo của admin để được tư vấn và đặt mua em nó ngay các bạn nhé. Ok, cảm ơn em đã theo dõi hết video của Citywatch. Thấy hay thì hãy ấn like và subscribe kênh đăng ký của Citywatch, và đừng quên để lại nút chuông để theo dõi những video tiếp theo mà Citywatch sẽ đăng lên. Ok, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.